người đàn ông bị hổ trong khu du lịch ở Bình Dương cắn đứt hai cánh tay. Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào chiều 4 tháng 6 tại một khu du lịch sinh thái đóng tại địa bàn phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Vào thời điểm trên, nhân viên của khu du lịch sinh thái phát hiện, tại một chuồng nuôi nhốt hổ có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nằm bất động, bị thương nặng, chảy nhiều máu. Lại gần kiểm tra phát hiện người đàn ông này bị hổ cắn đứt lìa cánh tay phải, cánh tay trái cũng bị hổ cắn đứt một nửa. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Theo người dân địa phương, khu du lịch sinh thái này đã ngưng hoạt động từ lâu. Sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Đây không phải vụ hổ gây thương tích cho người đầu tiên xảy ra tại Bình Dương. Trước đó, hồi tháng 9 năm 2016, ông Lương Văn Hát, 40 tuổi, quê Thái Bình cho con hổ cái khoảng 15 tuổi, nặng trên 120 kg ăn tại chuồng nuôi của công ty Thái Bình Dương, phường Bình An, thị xã Dị An thì bất ngờ bị con hổ lao đến tấn công. Dù cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng ông Hát vẫn bị chúa Sơn Lâm Vồ cắn chết tại chỗ. Một vụ hổ vồ chết người khác cũng đã từng gây chấn động dư luận xảy ra vào tháng 9 năm 2009 tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một. Khi nhóm công nhân đang trồng cây xanh thì bất ngờ bị con hổ cái nặng hơn 150 kg lao qua rào, tấn công dữ dội, khiến nhiều người bị thương. Một người tên Nguyễn Công Đê do bị thương tích quá nặng đã tử vong. Trung Kiên, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.